À em làm cho một là mỏng một lần thôi nha. Ok. Không có lần thứ hai đâu nha. Một lần thôi, là mỏng một lần thôi. Làm mỏng một lần, làm mỏng một lần thôi. Rồi đây xuống vụ với VDS phụ rừng mới được. VDS ơi. Phụ rừng VDS ơi. Chơi game mà nhớ ngay vậy. Người ta chơi game người ta. Kỹ năng Alice đi gừng kêu vậy. Vô đấy. Vô đấy. Khổ. Lâu quá, phụ rừng anh em ơi, phụ rừng đi, phụ rừng đi. Phụ rừng đi anh em ơi. Ăn rừng này còn nửa tiếng đồng hồ, ăn mà chưa ra hết rừng nữa trời ơi. Con tim này đâu quá em. Hay hay cho tê ơi, phụ rừng mà đánh con quái rừng ra vậy. Xíu luôn á. Không được rồi. Đây đây đồng đội phụ rừng của Lai Bánh mọi người à. Đây có một người đồng đội, bây đấy là Yata nha. Hai người đồng đội. Lên là. Tốt bụng quá. Ui, yêu chưa. Yêu luôn. Chơi đó. Ôi ăn được mạng luôn kìa. Rát cho mũi. Xíu nè. Kéo lại. Ủa này đâu ra vậy? Không về farm rừng đi cu. Hộp ấn tay, ao nhây. Chạy. Chơi. Sợ thì đứng đằng sau đây bắn đi. Mạnh quá. Tướng gì đâu sinh ra để đi gần hay sao á. Đợi cho tao ơi. Shiba. Đánh đó. Ai? Quan trọng là ai? Cái ai rồi đó? Kèm quá dễ, quá mạnh. Con này hình như là sinh ra là đi rừng nha mọi người. Két gì mà két? Người ta chơi game vậy kêu người ta két. Bà Nhu. Ây da, qua đây. Gây đam. Bà Nhu, gia ta ơi, follow hết đi rồi. Double kill gia ta ơi. Có bay không? Double kill, hết chiêu yếu hết. Chết
Trời ơi, 3-0 bằng tiền Florentino. Thấy sao? Thấy như nào? Thấy như thế này thôi là play win rồi đấy. Có đùa bình luận kìa. Bình luận mà không có một tí chuyên nghiệp gì luôn. Phá game là gì cô? Này, làm mẫu một lần này, nhìn này, nhìn này. Đau! Ok! Như nào? Như nào? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Chạy đi mày! Giết thằng này, giết thằng này! Nhau nhây! Nhau nhây cái tên à? Tơ sợ liền, sợ liền. Hay quá Mina ơi, hay quá. Mà Ritter hát phép rồi, buồn quá. Chơi không sao, tí hay nhà tê làm được. Mà nó mạnh quá nhỉ. Chơi đó. Lo tí lô. Đau 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 đau. Nghe tí dẹp như chút rồi sao. Lo này, phải lo này. Triple kill, mẹ kill. Giết hàng này, giết hàng này. Số này 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 nè, cái tiền của mình đã xỉu nè, con số Việt Nam nha mọi người, nhưng mà nó đặt vô chúng sinh mình đã xỉu. Sao cái anti của cái con Navi này kỳ vậy, gỗ em né phải không mà vượt chúng à nè, tí ném cái anti vô đầu Navi rồi. Navi nãy nó bụi quá, ao nhây quá nhở. Anh em ơi, cái to cho phù này đừng đánh lộn với nó nữa. Thôi bỏ, bỏ mình luôn đi, buồn quá. Đốt mày nè cu. Follow bụi blue hay sao á, follow mấy anh xong blue nha. Follow bụi á, bụi á, bụi á, khỏi vô ấy. Kêu đấy, quá, quá, sao mày solo, quá. Giả bộ đi, giả bộ đứng ăn anti là vì giả bộ áp ca. Cặp hộ áp ca. Đây là sát thánh ta. Ít bốn sát thương mà không có sát thánh, trời cười. Cười.
Cấm lặng nè. Búp siêu nè. Mina Lavi hết 2 rồi. Kéo vô, kéo vô. Ủa, kéo đâu? Lùi, lùi, lùi anh em rút. Qua đây cứu cho. Đánh, 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 2T, đánh đi đừng sợ. Sợ thì đứng đằng sau lại bắn đi. Giả bộ sợ nó, giả bộ sợ nó. Thèm, 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 thèm. Thèm lắm. Chó đang cái anti thêm cái chiêu 1 vô là nó hiểu biết đời luôn á trời. Kéo đến lại đâu. Tham chó lẻ. Nghe là giữ thời quyền thôi. Mình kia bắt đầu cũng sợ đấy. Biết ai là kẹt người chiến thắng liền. Rồi lên. Đá nè, đá nè. Gì đó. Ủa đòi setup, đòi setup, nó đòi setup mọi người ạ, à, đòi setup mọi người ạ. À. Giết nó, setup bài. Setup bài. Lên miền công nè. AK7 máu không, không chơi thì quá phí. Ủa sao không? À nãy có trường nổ à. Rồi lực thua, nãy giờ có thua đâu mà lực. Ảo game à. Hả? À, có ảo game, ước gì cứ bị cướp miền công này luôn á. Ước gì, ước gì giết nó luôn. Lăng xăng lăng quăng này, lăng xăng lăng quăng này, lăng xăng lăng quăng này. Để cả là cái thông số mục tiêu đó, không thấy đường để chứng phải không nhỉ? Thông số mục tiêu đâu ta? Đợi xíu anh em ơi, đang lên em ơi. Chơi đi 2 AT, đừng sợ. Tí nè. Câu kéo nè. Phờ lo, phờ lo. Đừng có lớp nhé phép. Đòi, đòi, đòi. Đợi, 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 đợi. Đợi con Lavi với con Tachi nè, giết luôn. Lavi nước ra nè. Nè, Tachi nè, Tachi hết chiêu 2 cái chết nè. Tachi, ơ, Lavi hết chiêu 2 nè, nè nè. Đừng có ghiền, đừng có ghiền nha. Sẽ có 20% đam vậy đó. Lỗi game nhỉ. 19 là vì 19, Lavi mà gặp Alice là chỉ có hiểu vấn đề thôi. Quá ghê gớm.